Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Và hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Em xin giới thiệu đến cả nhà cặp cung trăng cẩm thạch. Cung trăng cẩm thạch là anh đang cho hoa luôn nha cả nhà. Cả nhà nào mà yêu thích dòng cẩm thạch mà khi mà mua cái dòng bông cẩm thạch này mà còn phân vân hoặc là còn mơ hồ chưa biết mặt hoa như thế nào và muốn sở hữu một cặp trăng cẩm thạch mà có hoa sẵn thì cả nhà inbox số Zalo em để trực tiếp trên tiêu đề hoặc là bình luận ở dưới cái video này giúp em. Thì đây là cặp trăng cẩm thạch đang cho hoa nha cả nhà. Đây, đây cái nụ hoa ảnh đang cho hoa. Đây cái nụ, bên đây là búp hết rồi nha cả nhà. Bên đây cũng có búp, cây bên đây cũng vậy. Đây bên đây ảnh là có búp hết rồi.